Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Thuế suất quy định là 15% sẽ tác động mạnh tới môi trường thu hút đầu tư FDI. Vì vậy, việc đánh giá và ban hành các chính sách mới để hấp dẫn nhà đầu tư trong bối cảnh này là rất cần thiết. Theo Bộ Tài chính, hiện có nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt dưới 15%. Nếu thuế tối thiểu toàn cầu được áp dụng, sẽ có 122 tập đoàn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam chịu mức thuế suất 15% theo thông lệ quốc tế. Nếu không áp dụng nghị quyết này thì những ưu đãi đã áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc đối tượng thuế tối thiểu toàn cầu như các tập đoàn lớn sẽ phải nộp tại nước xuất khẩu vốn. Các doanh nghiệp này đang được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ví dụ 10%, 7%, 9% thì họ phải chuyển sang nộp 15% và nộp thêm cái phần chênh lệch đó. Nếu như Việt Nam không thực hiện quyền đánh thuế của mình thì doanh nghiệp này vẫn phải chuyển cái lợi nhuận đó để về nộp tại công ty mẹ. Cho nên Việt Nam phải thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu để đảm bảo là công bằng, minh bạch, tránh cái đưa cái lợi nhuận xuống đáy. Hiện nay Bình Dương có 39 dự án có vốn đầu tư đăng ký từ 100 triệu đô la trở lên, đặc biệt có 4 dự án có số vốn đầu tư đăng ký từ 1 tỷ đô la. Đây là các dự án có khả năng chịu ảnh hưởng từ việc áp dụng chính sách thuế thu nhập tối thiểu toàn cầu. Thực hiện thuế suất tối thiểu toàn cầu, ngân sách sẽ có thêm nguồn thu, song kèm theo đó sẽ ít nhiều tác động đến môi trường thu hút đầu tư FDI. Do đó, tìm đối sách cho thuế tối thiểu toàn cầu là việc căn cơ trong giai đoạn hiện nay và sửa luật thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những việc phải làm ngay để thích ứng tình hình mới. Hội tư vấn thuế Việt Nam có trao đổi với lại các doanh nghiệp á, thì là hứa hẹn là chính phủ sẽ ban hành những chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp mà bị ảnh hưởng đối với lại cái thuế toàn cầu này. Thì không những chỉ áp dụng riêng cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng cái thuế toàn cầu mà là cho tất cả toàn bộ các doanh nghiệp FDI, thì mình cũng hy vọng rằng các chính sách đó nó sẽ hỗ trợ tốt hơn cho cái doanh nghiệp của mình. Tất cả các doanh nghiệp còn lại thì vẫn được cái ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành mà khi vào đầu tư tại Việt Nam họ đã được cấp phép và theo cái chính sách như vậy. Tuy nhiên, khi mà các doanh nghiệp thuộc trực tiếp hội chịu ảnh hưởng nộp thuế thì Quốc hội, Chính phủ phải có những cái giải pháp gì để hỗ trợ lại cho họ. Bởi vì khi họ vào đây họ đầu tư thì anh ưu đãi thuế, bây giờ khi thực hiện thì tôi lại không được ưu đãi thuế nữa, cho nên phải tìm ra tất cả các giải pháp hỗ trợ. Với những thay đổi của chính sách toàn cầu, Bình Dương đang triển khai chiến lược thu hút FDI mới, tái đầu tư bằng biện pháp phi thuế đa dạng, linh hoạt, gắn với quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế để tiếp tục thu hút dòng vốn này trong tình hình mới.